Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ update cho các bạn về Cái series NFT Free Đến từ dự án Learn and Earn Us Im Token Mạng Abitrum Ở trên Project Galaxy Đây là một cái kèo bao gồm 8 phần Đấy, nó sẽ có 8 cái thẻ NFT và nếu như các bạn làm đủ các uh, cái phần mà mình giới thiệu ở trên channel Telegram ấy, mình giới thiệu 8 phần nhá. Đấy phần 7 này và phần 8 thì khi mà các bạn truy cập vào cái đường link uh, galaxy.seo này, e token này thì các bạn sẽ thấy là cái số lượng token mà các bạn có thể claim được là 8 token nhá. Ở đây ấy thì để có thể claim được cái NFT đến từ cái chương trình này thì các bạn cần phải làm những các bước sau đây. Đầu tiên là các bạn cần phải add mạng Arbitrum vào ví Metamask. Đấy, ở đây thì mình đã add sẵn rồi này. Bạn nào mà chưa add thì các bạn có thể xem lại cái bài viết này nhé. Mình sẽ đặt ở phần mô tả cho các bạn. Đấy, mạng Arbitrum One này các bạn này. Tiếp theo là các bạn cần phải có ETH ở trên mạng lưới Arbitrum One này. Đấy, cách tối đa nhất để các bạn có thể có được ETH ở trên mạng Arbitrum với chi phí rẻ nhất thì các bạn có thể sử dụng cái tip này nhá. Các bạn nạp tiền lên sàn FTX. Sàn FTX này thì uh, các bạn chỉ cần đăng ký và xác minh kic cơ bản thôi. Đấy level 1 thôi các bạn chỉ cần điền thông tin chưa cần phải upload ảnh đâu. Thì các bạn có thể nạp và rút tiền rồi. Thì các bạn có thể nạp USDT lên sàn FTX, sau đấy các bạn mua sang ETH nhé Và các bạn ấn vào phần rút tiền thì các bạn sẽ thấy là ở cái mạng Arbitrum ấy thì các bạn rút tiền không mất phí nhé đây là một đây là một cái phương pháp có thể nói là rất là tối ưu đấy các bạn chọn mạng Arbitrum này thì phí rút nó sẽ là không đồng đấy thì các bạn uh, rút toàn bộ số lượng ETH đấy sau đấy các bạn nhập ví MetaMask của bạn vào ví dụ nha mình sẽ lấy ví dụ này đây ví này nhập ví này đấy các bạn chọn mạng lưới là Arbitrum nhé các bạn lưu ý nhé mạng lưới Arbitrum và mạng lưới ETH và mạng lưới BSC nó là nó là khác nhau nhé đấy thế nên các bạn phải chọn đúng mạng Arbitrum này sau đây các bạn nhấn vào rút tiền phí rút là không ETH gần như là phí rút free đấy sau khi các bạn có phí rồi các bạn quay trở về cái đường link này mình sẽ đặt đường link ở phần mô tả cho anh em này thì các bạn sẽ thấy được số lượng NFT mà các bạn có thể nhận được này ví dụ các bạn chọn mắc đây tất nhiên là chúng ta sẽ chọn mắc để uh, đỡ bị mất phí claim nhiều lần đấy các bạn nhấn claim này thì chúng ta sẽ à, mất phí giao dịch và các bạn nhớ nhé các bạn cần phải chuyển sang mạng Arbitrum rồi nhé đấy chúng ta sẽ mất từng này phí này ở một hai đô gì đấy thôi một hai đô hai ba đô gì đấy các bạn nhấn xác nhận thì cái này các bạn à, có thể cân nhắc và đưa ra quyết định của mình nhé bởi vì cái giá trị của cái NFT ở trên mạng lưới của Arbitrum thì chưa biết trước được Đấy, có thể nó sẽ rất là cao hoặc có thể là nó sẽ bị lỗ so với số tiền mà chúng ta bỏ ra để claim Thì cái này các bạn phải tự cân nhắc nhé Bản thân mình thì vẫn khuyên các bạn claim bởi vì chúng ta bỏ ra một vài đô thì nó không, không đáng gì cả đấy, Tuy nhiên thì nếu mà như sau này những cái giá trị của token à, dự án im token đấy Nó à, có thể là một entity nó chỉ cần là 10 đô thôi thì các bạn có, có những cái giá trị rất là cao rồi Các bạn có thể ấn vào view on AB scan này để có thể check cái lịch sử mà chúng ta claim ở trên mạng lưới. Đấy thì các bạn sẽ thấy được là uh, các cái token mà các bạn nhận được nó đã ở đây rồi. Đấy phí claim là khoảng tầm 3 đô, 4 đô. Đấy thì các bạn cân nhắc và đưa ra quyết định của mình nhé Bởi vì cái mạng Arbitrum này nó cũng rất là mới và hứa hẹn nó sẽ rất là tiềm năng và những cái thẻ NFT này sau này thì chúng ta có thể sử dụng và có thể bán quy đổi được tiền mặt. Đấy thì các bạn cân nhắc và À, đưa ra quyết định của mình những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp giúp cho anh em nhé chúc cho anh em thành công và kiếm được thật nhiều coi kiếm được thật nhiều tiền luôn may mắn trong uh, chặng đường mà chúng ta kiếm tiền từ coi nhé nhớ nhá nhớ đăng ký nhấn quả chuông để luôn được update những dự án mới nhất đến từ channel của tiền sư phụ có bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại